Sao mày hỏi nhanh thế? Thì nói linh ta linh tinh cái gì không biết nữa. À từ 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 từ. Nói đạn nó không hay nhỉ? Ta đã chào xong đâu. Từ từ tắt đi tắt đi tắt đi. Xin chào mọi người, mình tên là Lương, mình 23 tuổi, mình đến từ Nam Định. Mình là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông Vận tải Cầu Giấy, Hà Nội. Mình là chiến binh lâu năm nhất ở Nguyễn Alin Shop. Năm nay mình làm cũng là năm thứ 6 rồi. Cơ duyên mình đến với Alin là do người chị ruột của mình đã làm ở đây và giới thiệu mình vào làm. Khó khăn nhiều chứ, tại vì là con trai mà mình vừa vào đây làm cũng từ năm nhất, cho nên là mình tiếp xúc với mỹ phẩm là lúc đấy coi như là con số 0 luôn đấy. Được chị hướng dẫn rồi, chị bảo rồi, thì sau nhiều năm kinh nghiệm thì mình trau dồi, thì mình bây giờ mình cũng biết được kha khá về các món mỹ phẩm ở của phụ nữ và cũng là của mọi người nữa. Thế là mình cũng khá tự tin về về trình độ mỹ phẩm của mình. Từ một cậu sinh viên ngây ngô năm nhất để bước vào đại học thì mình đi làm thêm ở Nguyễn Alin, thì mình lúc đầu chỉ là con số 0 thôi, nhưng mà bây giờ thì mình cũng khá tự tin về khả năng của mình cũng biết thêm về nhiều mảng như là làm web này, editor video, ảnh, chụp ảnh sản phẩm các thứ. Là một sinh viên giao thông thì mà đi làm về một bên ngành mỹ phẩm thì mình cũng thấy là nó hơi sai một tí. Nhưng mà tự kệ không sao, miễn là mình thích là được và mình cũng rất là thích cái nghề này. Cũng có nhiều kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là chắc là những mùa Tết, những mùa mà bọn mình làm xuyên thời gian, làm từ sáng cho đến đêm. Nhưng mà mình không cảm thấy mệt mỏi tại vì mọi người rất là vui, rất là hòa đồng và rất là đoàn kết, làm mang lại kết quả tốt và mình cảm thấy đó là niềm vui của mình. Mình thấy công việc ở đây khá là phù hợp với mình và phù hợp với cả những bạn sinh viên như mình, cho nên là trước mắt mình vẫn cảm thấy công việc ở đây rất là tốt, nên là mình chưa muốn thay đổi. Sau khi ra trường thì mình sẽ có kế hoạch riêng cho tương lai. Có lẽ mình là người làm lâu năm nhất ở đây thì mình cũng là người rất là hiểu chị mình và chị cũng rất là hiểu mình nữa. Nhiều lần mình cũng mắc rất là nhiều lỗi nhưng mà chị vẫn vui vẻ bỏ qua. Mình cảm thấy chị rất có tâm và chị rất tốt với mình. Mọi người ở đây đều yêu quý nhau như một gia đình. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Ôi trời ơi! Nói tập thể với team Alin thì mọi người rất là vui vẻ, trẻ. Chơi ra chơi mà làm ra làm, có những cái cuộc vui mà mọi người vui vẻ với nhau, nhưng quay lại công việc thì mọi người đều nghiêm túc và làm việc thực sự. Mình rất quý những thời gian khi làm ở đây với mọi người. Sắp đến mùa Giáng sinh và Tết Nguyên đán 2022 thì mình chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, nhiều vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào mọi người.